cuối tháng 1 năm 1285, vào thời nhà Trần, quân Nguyên Mông chia làm ba đạo quân tiến đánh nước ta. Lực lượng của chúng vô cùng hung hãn do Thoát Khoan làm chỉ huy. Vậy nhưng thời thế tạo anh hùng, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, xuất hiện một vị anh hùng trẻ tuổi mang tên Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản sinh năm 1267 ở làng Trang Liệt thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Ông có xuất thân cao quý thuộc dòng dõi Tôn Thất nhà Trần. Lần này chắc chắn là đánh thật rồi, chỉ là thế giặc mạnh quá, không biết sức ta có đấu lại được không. Thưa các chú, nếu giặc Nguyên sang cướp nước ta, cháu xin các chú cho đi theo đánh giặc ạ. Cháu tuổi còn nhỏ, hãy cứ chăm lo học hành đi, rồi khi nào lớn lên dốc sức giúp nước nhà cũng chưa muộn. Tại sao tuổi nhỏ lại không được lo chuyện quốc gia đại sự? Việc nước đâu của riêng ai. Nếu các chú không cho, ta sẽ tìm gặp đức vua, xin được tòng quân, quyết lấy được đầu tướng giặc mới cam lòng. Tháng 10 năm 1282, vua Trần Nhân Tông mở hội nghị Bình Thăng, cùng vương hậu Trâm Quang bàn kế chống quân Nguyên. Nếu các ngươi không cho ta vào ý kiến bệ hạ, thì đừng trách đao kiếm vô tình. Cậu bé đó chắc có điều gì muốn nói với ta, hãy cho mời cậu ta vào đây. Xin bệ hạ cho thần được dẫn quân đi đánh giặc, nhất định thần sẽ lấy đầu tướng giặc về đây dâng lên bệ hạ. Cậu bé này còn trẻ tuổi, nhưng mang khí chất của một bậc anh hùng, chắc chắn sẽ làm nên việc lớn sau này. Vậy nhưng việc nước đã có người lớn lo, cậu bé hãy về chăm chỉ học hành đi, rèn luyện bản thân để tương lai giúp ích cho nước nhà. Hãy thưởng cho cậu bé một quả cam đi. Đội ơn bệ hạ. Nếu không ai cho, tự ta sẽ chiêu binh mãi mã cầm quân đi đánh giặc. Ta thề sẽ chém đầu giặc dữ, rửa thù cho nước non. Thưa mẹ, gặp lúc nước nhà lâm nguy, con xin với mẹ cho được nối chí cha, giương cờ tập hợp binh lính đánh giặc Nguyên. Sao mẹ có thể đồng ý được? Mẹ chỉ có duy nhất con thôi. Lỡ mày con có bề gì, sao mẹ sống nổi đây? Chưa kể sức con còn yếu, sao đấu lại được bọn giặc hung hãn kia. Mẹ à, chí con đã quyết, xin mẹ đừng cản con. Nghĩ tới cảnh giặc sang xâm chiếm nước nhà, dân chúng muôn phần khổ cực, phận làm trai như con sao có thể lại núp trong xó nhà. Nếu lòng con đã quyết vậy thì mẹ cũng không nỡ ngăn cản. Muốn chiêu binh mãi mã, ta phải dựng lên một lá cờ thể hiện ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm, thì mọi người mới biết mà kéo tới. Chữ đề trên lá cờ phải làm cho quân sĩ phấn khởi, còn kẻ địch thì kinh hồn bạc vía. Phá cường địch, báo hoàng ân. Phá cường địch, báo hoàng ân. Được mẹ cho phép, Trần Quốc Toản dựng cờ ngay trước sân nhà để chiêu binh trong vùng. Lá cờ đỏ để 6 chữ vàng rực rỡ: phá cường địch, báo hoàng ân. Trần Quốc Toản cùng các binh sĩ say mê mãi võ, bày binh bố trận không kể ngày đêm, lòng sôi sục ý chí diệt giặc cứu người. Ngày 27 tháng 1 năm 1285,
nhà Nguyên huy động 50 vạn quân, chia làm 3 đạo quân tiến đánh Đại Việt. Đạo chủ lực do Thoát Hoàng và Eric Guaya chỉ huy từ Ninh Minh tiến vào Lộc Châu, nay là Lộc Bình, Lạng Sơn. Chống lại đạo quân thứ nhất này của quân Nguyên là lực lượng chủ lực của quân Trần do đích thân Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Đạo thứ hai chỉ gồm hơn 1.000 quân Mông Cổ và Vân Nam do Nasiruddin từ Vân Nam vào Đại Việt qua vùng Tuyên Quang tiến theo sông Chảy. Vị chỉ huy quân Trần ở vùng này là Trần Nhật Duật. Đạo thứ ba là đạo quân đang chiến đấu ở Kim Thành do Toa Đô chỉ huy tiến vào Đại Việt muộn hơn hai cánh trên vào khoảng tháng 3 dương lịch từ phía Nam. Dạ bẩm, dân chúng trong vùng nghe tin quân ta sắp ra trận, người gánh gạo, người mang tiền tới ủng hộ quân sĩ. Gặp lúc nước nhà nguy nan, trên dưới một lòng như vậy thì sợ gì không đánh nổi giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi nước nhà. Lần này, phần thắng nhất định về ta. Đạo quân của Trần Quốc Toản cắm trụ ở địa bàn Lạng Giang, nơi rừng núi hiểm trở. Họ thường đánh tỉa quân giặc, khi thì chặn dọc đường, khi thì dụ giặc vào nơi hiểm yếu mà tiêu diệt. Giết! Trời ơi! Là người hay là ma đây? Xung phong! Đội quân của cháu khiến cho Thoát Hoàng cũng phải kiêng dè. Điều này khiến ta vô cùng khâm phục. Vậy nhưng muốn làm nên việc lớn, phải tập hợp các đạo quân lại, bày binh bố trận mới có thể đánh thắng được giặc. Cháu hãy đưa quân về Vạn Kiếp, tập hợp binh mã dưới trướng của Hưng Đạo Vương. Cháu xin nghe theo lời chú. Tháng 5 năm 1285, sau khi bị chặn đánh ở Nghệ An, Toa Đô rút quân về hợp cùng với đại binh của Thoát Hoàng theo đường biển. Chiêu Thành Vương và Trần Quốc Toản làm phó tướng đi cùng với Nguyễn Khoái, mang 5 vạn quân ra bắc chặn đánh Toa Đô ở Hàm Tử. Có mai phục, truyền cho quân dàn trận. Ôi! Toa Đô! Hôm nay bến sông này sẽ là mộ của ngươi. Bay đâu, mau cho thuyền dìm chết chúng cho ta. Khà khà, chỉ ít phút nữa thôi, bến sông này sẽ là mồ chôn cho lũ ngốc nghếch các ngươi. Chỉ vài chiếc thuyền bé tẹo này mà dám đòi đánh lại hạm đội thuyền của nhà Nguyên ta ư? Thưa tướng quân, đằng trước, đằng sau ta đều đã bị hạm đội thuyền của quân nhà Trần bao vây rồi. Thôi chết rồi, ta đã bị dụ vào thế trận do chúng bày ra rồi. Thì ra nãy giờ ta bị chúng lừa mà không hề hay biết. Với sự giúp sức của quan quân nhà Trần, đoàn thuyền của Toa Đô và quân ta phải đánh quyết liệt ở Hàm Tử Quan. Toa Đô phải bỏ thuyền, phá chạy theo đường ngựa, rồi tử trận sau khi bị quân ta bao vây tiêu diệt. Những chiến thắng liên tiếp sau đó của nhà Trần đều có công sức không nhỏ của Trần Quốc Toản, trong đó phải kể đến chiến thắng lịch sử ở Tây Kết, Dương Chương Độ, sông Như Nguyệt. Chàng thiếu niên dũng cảm Trần Quốc Toản cùng đội quân thiện chiến đi tới đâu, quân Nguyên khiếp hồn bạc vía tới đó. Trong một lần truy đuổi quân giặc, Trần Quốc Toản đã không may hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhận được tin Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản tử trận, Trần Nhân Tông rất nổi thương tiếc. Khi đất nước sạch bóng giặc, nhà vua cử hành tang lễ rất trọng thể, đích thân làm văn tế và truy tặng Trần Quốc Toản tước Hoài Văn Vương. Trần Quốc Toản sinh năm 1267, mất năm 1285, hay Hoài Văn Hầu hoặc Hoài Văn Vương, thuộc dòng dõi tông thất nhà Trần, sống ở thời kỳ trị vì của Trần Nhân Tông. Trần Quốc Toản là danh tướng thời nhà Trần, gắn liền với hình ảnh lá cờ thêu 6 chữ vàng và câu chuyện bóp nát quả cam, thể hiện chất khí yêu nước của một cậu thiếu niên chỉ mới 15 tuổi. Trong cuộc chiến chống quân Huyền Mông lần thứ hai, ông đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng của dân tộc
với các trận thắng đi vào lịch sử như Tây Kết, Chương Dương Độ, Sông Nhân Nguyệt. Năm 1285, trong một lần truy đuổi quân giặc, Trần Quốc Toản đã không may hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Vua Trần Nhân Tông vô cùng thương tiếc, truy tặng Trần Quốc Toản tước Hoài Văn Vương. Hình ảnh Trần Quốc Toản cùng lá cờ thêu 6 chữ vàng thể hiện tinh thần yêu nước quật cường của dân tộc Việt Nam ta. Nhãn hàng Inoki hân hạnh đồng hành cùng Huyền Cổ Tích.